Train name and sounds. Railway vehicles. Container train. Container trên hay tàu hàng chở container giúp tối ưu hóa quá trình vận chuyển hàng hóa. Container được đóng gói trước và dễ dàng xếp lên tàu, giúp tiết kiệm thời gian và công sức trong quá trình xử lý hàng hóa. Bullet train. Bullet train còn gọi là Shinkansen ở Nhật Bản, là biểu tượng của sự phát triển công nghệ trong ngành đường sắt. Chúng chạy với tốc độ rất cao và được thiết kế với các tiện nghi hiện đại để cung cấp trải nghiệm hành khách tốt nhất. Freight train. Regional train là loại tàu hành khách khu vực phục vụ các vùng hoặc khu vực cụ thể. Chúng cung cấp dịch vụ cho cả hành khách địa phương và du khách đến từ xa. Maglev. Maglev là loại tàu sử dụng nguyên tắc từ trường để đẩy tàu di chuyển trên đường sắt mà không tiếp xúc với đường. Điều này giúp đạt được tốc độ cao và giảm ma sát, tạo ra các tàu siêu nhanh. Regional train. Regional train là loại tàu hành khách khu vực phục vụ các vùng hoặc khu vực cụ thể. Chúng cung cấp dịch vụ cho cả hành khách địa phương và du khách đến từ xa. Military train. Military train là loại tàu quân sự được sử dụng để vận chuyển quân đội, thiết bị và hàng hóa quân sự trong các hoạt động chiến tranh hoặc di chuyển quân đội đến khu vực khác. Funicular. Funicular là loại tàu chạy trên đường sắt dốc đứng hoạt động bằng cách sử dụng dây cáp để di chuyển hành khách hoặc hàng hóa lên và xuống dốc đứng, thường sử dụng trong các khu vực có địa hình dốc đứng. Electric locomotive. Electric locomotive là loại tàu hỏa chạy bằng điện, là một lựa chọn sạch và hiệu quả để vận chuyển hành khách và hàng hóa trên đường sắt. Chúng đóng một vai trò quan trọng trong việc giảm khí nhà kính và ô nhiễm không khí. Automated people mover trains. Automated People Mover train là loại tàu chuyển động tự động không người lái được sử dụng để di chuyển hành khách trong các khu vực đô thị lớn như sân bay và trung tâm thương mại. Chúng tạo ra sự thuận tiện cho người đi lại trong các khu vực đông đúc. Commuter train. Commuter train là tàu hành khách phục vụ người làm việc trong các thành phố lớn, cho phép họ di chuyển giữa các khu vực ngoại ô và trung tâm thành phố một cách thuận tiện hàng ngày. High speed train. High speed train hay tàu cao tốc được thiết kế để di chuyển nhanh chóng giữa các thành phố và vùng lãnh thổ.
Chúng hoạt động ở tốc độ cao hơn nhiều so với tàu truyền thống, thường đạt tốc độ từ 250 đến 354 km/h hoặc cao hơn. Intercity train. Intercity train hay tàu hành khách kết nối các thành phố và là phương tiện quan trọng để kết nối các thành phố và vùng lớn với nhau. Chúng giúp tạo điều kiện thuận lợi cho du lịch và kinh doanh. Light rail. Light rail là loại tàu thường được sử dụng trong đô thị để vận chuyển hành khách trong các khu vực đông dân cư. Chúng có thể là phương tiện công cộng quan trọng trong việc giảm tắc nghẽn giao thông đường bộ. Subway train. Subway train là loại tàu điện ngầm giúp vận chuyển hành khách trong đô thị. Chúng là phương tiện quan trọng trong việc giảm tắc nghẽn giao thông đường bộ trong các thành phố lớn. Snowplow train. Snowplow train là loại tàu hỏa được sử dụng để loại bỏ tuyết và băng trên đường sắt trong mùa đông, đảm bảo sự an toàn của các chuyến đi và vận chuyển hàng hóa. Short distance trains. Short distance train là loại tàu hành khách dành cho các hành trình ngắn, thường dừng ở các ga gần nhau và phục vụ việc di chuyển nhanh chóng trong thành phố hoặc vùng nội địa. Passenger train. Passenger train là loại tàu khách, đây là phương tiện chuyên dụng để vận chuyển hành khách. Chúng có đủ tiện nghi để đảm bảo sự thoải mái của hành khách trong suốt hành trình. Monorail. Monorail là loại tàu điện chạy trên hệ thống đường sắt đơn hoạt động trên nguyên tắc của một dây cáp đơn và được sử dụng trong các thành phố để giảm tắc nghẽn giao thông đường bộ. Steam locomotive. Steam locomotive là loại tàu chạy bằng hơi nước đã từng là công nghệ tiên tiến trong ngành đường sắt và được sử dụng rộng rãi trong quá khứ. Tuy nhiên, hiện nay chúng hiếm khi được thấy do sự phát triển của các công nghệ khác. Tram train. Tram train là loại tàu điện thường được sử dụng để vận chuyển hành khách trong các thành phố và là một phần quan trọng của hệ thống vận chuyển công cộng. Chúng thường có lịch trình cố định và địa điểm dừng. Railbus. Railbus là một loại phương tiện vận tải hành khách nhẹ, thường được sử dụng trên đường sắt nhẹ hoặc trong các khu vực có khối lượng hành khách thấp. Transit train. Transit train là loại tàu giao thông công cộng thường chạy trong các hệ thống giao thông công cộng của các thành phố lớn và là một phần quan trọng trong việc giảm tắc nghẽn giao thông và ô nhiễm không khí.
Zoo train. Zoo train là loại tàu đi dạo trong các vườn thú được thiết kế để đưa khách tham quan vòng quanh vườn thú để ngắm nhìn động vật và học hỏi về tự nhiên.